chủ ngồi ăn ở trên đó, còn dưới này hai đầy tớ đang ngồi này uống có bình nước, hai đầy tớ uống bình nước 82 cent, hai ông chủ trên ăn. Không phải cái thằng ấy nó giòn kìa, cái thằng xấu này nó nhìn nó cười, nó nói văn nó chắc cái bình nước rồi.